chiều trái tim của người Việt Nam. Thế giới đang trải qua đại dịch Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta. Corona Covid-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương. Hãy nắm chặt tay luôn hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống Corona. Này bản thân ơi, chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế thương ta. Chiều trái tim của người Việt Nam, thế giới đang trải qua đại dịch. Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta. Corona Covid-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương. Về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống Corona. Này bạn thân ơi, chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế thương thân. Chặt tay luôn hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống Corona. Nể bạn thân ai, chớ nên kỳ thị, yêu thương người.